Trước ý kiến về việc Bộ Giao thông Vận tải đề nghị xóa bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài và chuyển trạm thu phí này sang quốc lộ 2 để thu hoàn vốn cho đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 là không hợp lý. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết xóa bỏ trạm này nhằm tránh ùn tắc giao thông từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội và giải tỏa bức xúc cho người dân không đi trên tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên mà vẫn phải đóng phí. Bắc Long Nội Bài là cái tuyến đường đối ngoại. Làm nào để chúng ta tức là cái cảm nhận với cái đất nước con người Việt Nam khi hạ cánh xuống sân bay và khi đi vào thủ đô thì nó vẫn là tốt hơn. Thì chính vì vậy mà khi chúng tôi làm cái đường Nội Bài Nhật Tân là con đường mới hiện nay thì trong cái phương án là có cái trạm thu phí thì chúng tôi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ là bỏ cái trạm thu phí này. Và hiện nay Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý bỏ cái trạm thu phí. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết phương án di rời trạm không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư và đã có sự thống nhất giữa nhà đầu tư với Bộ. Song song với việc chuyển trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài, Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ áp dụng mức thu phí trạm này từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 tăng lên 2 lần theo quy định của Thông tư 90 Bộ Tài chính. Vì hiện nay tức là cái việc thu 10.000 đồng bắt đầu thu từ năm 2000 đến giờ, thế như vậy là cái mức thu này là quá thấp. Và Bộ Tài chính thì cũng đã đồng ý về các cái trạm cụ thể để có thể nâng cái mức phí lên là 1,5 đến 2 lần. Cho nên là khi mà chúng tôi là dự kiến chuyển cái trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài về cái quốc lộ 2 thì như vậy là sẽ tăng cái mức phí lên 2 lần. Được biết, hiện cả nước đã dừng 19 trạm thu phí cầu đường bộ sử dụng ngân sách nhà nước và còn 4 trạm đang trong quá trình đàm phán mua lại quyền thu phí là trạm Phù Đồng, trạm Hoàng Mai, trạm Bàn Thạch thuộc quốc lộ 1 và trạm Bãi Cháy thuộc quốc lộ 18. Những trạm này sau khi đã đàm phán xong thì Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét và có quyết định chính thức trong thời gian sớm nhất.